Người Mỹ gốc Hoa lần đầu đến Việt Nam nói, tôi phát hiện ra rằng Việt Nam tự do và dân chủ hơn Trung Quốc, mặc dù có nhiều điểm tương đồng. Xin chào các bạn thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam, các bạn thân mến. Mới đây mình xem được video của một người Mỹ gốc Hoa tên là Le, sở hữu một kênh YouTube tên là Le Sri Talk. Bà thường thảo luận về các vấn đề kinh tế, chính trị xoay quanh Trung Quốc và trong video mới nhất của mình, bà đã đến thăm Việt Nam đồng thời có những nhận xét sâu sắc về sự khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc từ kinh tế, chính trị cho đến xã hội, văn hóa. Tất nhiên, là một người Mỹ gốc Hoa, bà có lẽ cũng không có thiện cảm với chế độ Cộng sản và một vài nhận xét về chính trị của bà có thể mang tính cảm tính. Nhưng những vấn đề khác hoàn toàn có thể tham khảo. Cụ thể, bà Le đã chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cùng kênh Tự Hào Việt Nam tìm hiểu qua nội dung của video mang tên So sánh Việt Nam, Trung Quốc và chuyến đi Việt Nam của tôi của bà Le nhé. Việt Nam là một quốc gia lớn thứ ba ở Đông Nam Á và thường được gọi là Trung Quốc, mới vì đóng vai trò ngày càng quan trọng trong địa chính trị. Tôi vừa đến thăm đất nước Việt Nam. Tôi đã ăn ở quán phở của những người bán hàng rong, đi ô tô, xe buýt, xe máy và thuyền. Tôi leo núi, thăm đền chùa và nói chuyện với người dân địa phương. Tôi phát hiện ra rằng Việt Nam khá khác với Trung Quốc, mặc dù có nhiều điểm tương đồng. Đây là cái nhìn sâu sắc của tôi về những thách thức và tiềm năng của quốc gia Đông Nam Á xã hội chủ nghĩa này. Giống như Trung Quốc, Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa có đảng cai trị, chính phủ cũng có tham nhũng, chênh lệch giàu nghèo, giá bất động sản cao. Nói về bất động sản, giá trung bình của một căn hộ 2 phòng ngủ ở Hà Nội là khoảng 100.000 USD, gấp 20 lần thu nhập trung bình hàng năm của người dân ở đây. Họ kiếm được khoảng 400 đến 500 đô la một tháng. Những người trẻ tuổi ở Hà Nội và Sài Gòn không thể mua được nhà nếu không có sự giúp đỡ của cha mẹ, và điều này rất giống với Trung Quốc. Lý do cũng giống với Trung Quốc, số tiền mà các nhà phát triển bất động sản phải trả là một nguồn thu quan trọng cho chính phủ, điều này đã đẩy giá cả tăng lên. Khi nói về tham nhũng là một vấn nạn toàn cầu, ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia từ phương Đông đến phương Tây. Mặc dù mỗi quốc gia có những cách tiếp cận khác nhau để xử lý vấn đề này, mức độ nghiêm trọng của tham nhũng có thể khác biệt rõ rệt. Đặc biệt, khi so sánh tham nhũng ở Việt Nam, Trung Quốc và các quốc gia phương Tây, chúng ta có thể thấy sự khác biệt lớn về quy mô và tính chất của các vụ án tham nhũng. Ở Việt Nam, tham nhũng thường được coi là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng ở mức độ thấp hơn so với nhiều quốc gia khác. Mặc dù chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp chống tham nhũng, vẫn còn tồn tại nhiều vụ việc tham nhũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Ví dụ, các vụ án như vụ tham nhũng tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PVN và vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phú Yên đã thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, những vụ việc này thường có quy mô nhỏ hơn so với các vụ án tham nhũng lớn ở Trung Quốc hay các quốc gia phương Tây. Trung Quốc đã chứng kiến một số vụ án tham nhũng quy mô lớn nhất trong lịch sử gần đây, với mức độ tham nhũng cao và ảnh hưởng rộng rãi. Các vụ án tham nhũng ở Trung Quốc không chỉ liên quan đến số tiền khổng lồ, mà còn đến các quan chức cấp cao và tập đoàn lớn. Một số ví dụ tiêu biểu bao gồm vụ án của bà Khi Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, bị cáo buộc nhận hối lộ lên đến 20 triệu USD, khoảng 475 tỷ đồng, và bị kết án tù chung thân vào năm 2013. Vụ án của Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên Bộ Chính trị và bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, bị kết án tù chung thân vào năm 2015 với cáo buộc tham nhũng lên đến 14 triệu USD, khoảng 333 tỷ đồng. Vụ án của Từ Cải Hậu, cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, bị kết án 2 năm tù giam với cáo buộc nhận hối lộ lên đến 12 triệu USD, khoảng 285 tỷ đồng. Những vụ án này không chỉ phản ánh quy mô lớn của tham nhũng ở Trung Quốc, mà còn cho thấy các nỗ lực chống tham nhũng của chính phủ Trung Quốc rất nghiêm túc, với những biện pháp quyết liệt đối phó với những quan chức cấp cao. Ở các quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ và các nước châu Âu, tham nhũng cũng là một vấn đề nghiêm trọng, mặc dù thường có quy mô nhỏ hơn so với Trung Quốc. Tại Hoa Kỳ, các vụ án tham nhũng lớn như vụ án Enron, WorldCom và vụ án Bernie Madoff đã làm rung chuyển nền kinh tế và gây ra thiệt hại tài chính đáng kể. Tại châu Âu, các vụ việc như vụ án của Airbus và các vụ tham nhũng liên quan đến các quan chức cấp cao trong Liên minh châu Âu cũng cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề tham nhũng. Mặc dù tham nhũng là một vấn đề toàn cầu và không thể tránh khỏi ở bất kỳ quốc gia nào, mức độ và quy mô của các vụ án tham nhũng có sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia. Việt Nam, Trung Quốc và các quốc gia phương Tây đều phải đối mặt với thách thức này theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt về quy mô và mức độ nghiêm trọng của tham nhũng phản ánh sự đa dạng trong các hệ thống chính trị và kinh tế, cũng như các chiến lược chống tham nhũng mà mỗi quốc gia áp dụng. Sự tự do và dân chủ ở Việt Nam rõ ràng vượt trội hơn so với Trung Quốc, tạo ra một môi trường xã hội đa dạng và cởi mở hơn.
Tại Việt Nam, người dân có quyền tự do biểu đạt ý kiến và tham gia vào các hoạt động xã hội, miễn là những hành động này không xâm phạm lợi ích của người khác hoặc của quốc gia. Điều này cho phép sự tự do cá nhân được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, tạo điều kiện cho các ý tưởng mới và sự tham gia tích cực của công dân trong các vấn đề xã hội. Trái lại, Trung Quốc duy trì một hệ thống kiểm soát và giám sát nghiêm ngặt đối với các nền tảng truyền thông và mạng xã hội. Các mạng xã hội quốc tế như Facebook, Telegram, Twitter và Viber đều bị cấm, nhằm ngăn chặn việc truyền tải thông tin và ý kiến không được kiểm soát. Người dân Trung Quốc chỉ có thể sử dụng các ứng dụng nội địa như WeChat và Douyin phiên bản Trung Quốc của TikTok, nơi thông tin và hoạt động của người dùng đều có thể bị theo dõi và kiểm soát bởi nhà nước. Sự kiểm soát này không chỉ hạn chế quyền tự do thông tin, mà còn cản trở sự minh bạch và tự do trong giao tiếp xã hội. Hơn nữa, hệ thống kiểm soát này đã dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về an ninh mạng và tội phạm trực tuyến. Các vụ lừa đảo trực tuyến trên toàn cầu thường có liên quan đến các nhóm tội phạm từ Trung Quốc, cho thấy sự thiếu hiệu quả trong việc quản lý và giám sát môi trường mạng mà chính phủ Trung Quốc kiểm soát. Điều này không chỉ làm giảm độ tin cậy của các nền tảng truyền thông, mà còn gây ra nhiều khó khăn cho việc đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ quyền lợi của người dùng trên toàn thế giới. Mặc dù Việt Nam cũng có những hạn chế trong việc thực thi tự do và dân chủ, nhưng mức độ tự do và cởi mở ở đây vẫn cao hơn nhiều so với Trung Quốc. Việt Nam cho phép người dân tham gia vào các hoạt động xã hội và biểu đạt ý kiến trong phạm vi pháp luật, trong khi Trung Quốc áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ, dẫn đến sự hạn chế nghiêm trọng về tự do thông tin và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng. Nhưng Việt Nam cũng khá khác với Trung Quốc, và tôi gọi những khác biệt này là lợi thế của Việt Nam so với Trung Quốc. Thứ nhất là không có cách mạng văn hóa như Trung Quốc. Văn hóa truyền thống được bảo tồn tốt hơn ở Việt Nam. Người dân Việt Nam tôn trọng thần Phật hơn. Chủ nhật tuần trước là ngày đầu tiên của tháng 2 âm lịch trong năm. Các ngôi chùa rất đông người vào ngày đầu tiên của mỗi tháng âm lịch. Người Việt đến chùa để thể hiện lòng thành kính với Đức Phật. Đừng nghĩ rằng việc thể hiện lòng thành kính với thần thánh là một phần của nghi lễ ở Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam cùng phu nhân của họ tham dự các nghi lễ tôn giáo một cách công khai. Còn ở Trung Quốc, bạn không bao giờ thấy những người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đến thăm các ngôi đền và thể hiện lòng thành kính với thần thánh. Thay vì vậy, họ thể hiện lòng thành kính với vị chủ tịch đã chết của họ. Bây giờ tôi cũng nhận thấy rằng Việt Nam thực sự hạnh phúc hơn người Trung Quốc. Họ rất tử tế với nhau. Khi tôi đi thuyền kéo dài 2 giờ, có 9 người đang nói cười trên thuyền và những người trên thuyền bên cạnh đưa cho chúng tôi đồ ăn vặt. Nếu họ không thực sự vui vẻ, thư giãn và quan tâm đến nhau, họ sẽ không có kiểu tương tác tự nhiên như thế này. Nhưng tôi không thể nói điều tương tự về người Trung Quốc. Niềm tin cơ bản giữa mọi người đã bị phá hủy sau nhiều cuộc đàn áp đẫm máu chính người dân của mình bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một điểm khác biệt lớn nữa mà tôi nghĩ rất quan trọng là người Việt Nam có quyền truy cập Internet không có nhiều kiểm duyệt. Điều này có lẽ giải thích tại sao họ có vẻ thoải mái, tự tin và chân thật hơn, vì họ ít bị tẩy não hơn. YouTube, Google, Facebook, Twitter, hoặc X và những nền tảng truyền thông xã hội khác bị chặn ở Trung Quốc đều có thể truy cập được ở Việt Nam. Những nền tảng này có thể hợp tác với chính phủ Việt Nam để xóa những nội dung không thân thiện với chính phủ, nhưng hơn 95% hoặc thậm chí 98% nội dung trên Internet có thể truy cập được ở đây. Tôi nghĩ Việt Nam có rất nhiều tiềm năng nếu chính phủ chú ý đến giáo dục và cơ sở hạ tầng. Tôi được biết rằng chất lượng giáo dục ở trường học đã giảm sút trong những năm qua, và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông công cộng, là rất cần thiết ở các thành phố lớn. Hà Nội có 12 đến 13 triệu dân với 7 triệu xe máy và 1 triệu ô tô, chưa có hệ thống an ninh vững chắc. Bạn hỏi tôi phần đáng nhớ nhất trong chuyến đi của tôi là gì? Chắc chắn tôi sẽ nói là đi xe máy trong giờ cao điểm trên các con phố chính của Hà Nội với tốc độ khá cao, với tất cả ô tô và xe máy lao về phía tôi từ mọi hướng. Lúc đầu thì đáng sợ, nhưng sau một thời gian, tôi đã quen dần với nó và nghĩ đó là cách mọi người sống ở đây. Sau đó là những cảnh đẹp ngoạn mục của Việt Nam và ẩm thực Việt Nam rất tuyệt vời. Hầu như món nào cũng có vị chua ngọt, giống như hương vị cuộc sống của chúng ta. Đó là những chia sẻ của bà Le. Vậy dân mạng quốc tế đã nhận xét như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần bình luận ngay bây giờ nhé! Chuyến đi Việt Nam gần đây của tôi thực sự đã mở mang tầm mắt của tôi về sự ấm áp và lòng tốt lạ thường của người dân ở đó. Nó hoàn toàn trái ngược với những tương tác đôi khi gay gắt mà tôi từng chứng kiến ở Trung Quốc đại lục. Kết hôn với một người đến từ Thâm Quyến, tôi đã tận mắt chứng kiến sự khác biệt trong cách đối xử mà cô ấy nhận được so với tôi. Thật thú vị khi thấy động lực văn hóa có thể khác nhau rất nhiều từ nơi này đến nơi khác. Hãy quên đi chính trị, hãy đến Việt Nam để thưởng thức những món ăn và cà phê tuyệt vời, thăm nhiều địa điểm đẹp, gặp gỡ những con người tuyệt vời và thấy tất cả những điều tốt đẹp mà Việt Nam mang lại. Việt Nam đã đi một chặng đường dài và tiếp tục phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc.
mức sống của người dân đã được cải thiện đáng kể và hiện là một nơi tuyệt vời để tham quan và sinh sống. Chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt trong việc cải thiện đất nước và đời sống của người dân. Tôn trọng Việt Nam, video hay. Vợ chồng tôi đến Việt Nam cách đây 3 tháng và thực sự yêu mến đất nước, đặc biệt là con người. Đối với một nước xã hội chủ nghĩa, chắc chắn có nhiều chủ nghĩa tư bản đang diễn ra. Giao thông thành phố lúc đầu đáng sợ nhưng chúng tôi đã quen dần. Không có hệ thống giao thông công cộng hoặc đường cao tốc lớn nên mọi người đều có xe tay ga. Nó dường như hoạt động tốt. Chúng tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh và tôi thích sự kết hợp giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại với nhiều kiến trúc thuộc địa Pháp cũ. Những người Việt Nam thân thiện và hay giúp đỡ là điều tuyệt vời nhất trong kỳ nghỉ của chúng tôi. Tôi sẽ sớm quay lại thôi. Tôi là một người đã đến Việt Nam nhiều lần nhưng Trung Quốc chỉ một lần, nên sẽ hạn chế nhận xét và chủ yếu là về Việt Nam. Họ là những người rất hào phóng và có trái tim nhân hậu với đạo đức làm việc cao. Tôi nhận thấy người dân Trung Quốc cũng rất hiếu khách và cần cù. Chính phủ Việt Nam cũng đáng được khen ngợi khi cho phép nhiều quyền tự do tín ngưỡng hơn với các tôn giáo ít truyền thống hơn như Thiên Chúa giáo. Thật không may, quyền tự do tôn giáo của Trung Quốc, đặc biệt là liên quan đến Thiên Chúa giáo, đã trở nên hạn chế hơn trong những năm gần đây. Người Việt Nam là một trong những người tử tế nhất, thành thật, tài năng, chú ý đến từng chi tiết, xuất sắc trong học tập và rất khiêm tốn và thực tế. Tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi đi du lịch quanh Việt Nam và rất ấn tượng với tinh thần chăm chỉ và lòng tốt của người dân. Kỳ nghỉ của tôi ở Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc về sự chân thành và cởi mở của người dân nơi đây. Điều này khiến tôi thấy tự hào vì đã khám phá và trải nghiệm văn hóa và cuộc sống của họ. Những người dân nơi đây đã cho tôi thấy một trải nghiệm tuyệt vời và vô cùng đáng quý. Hy vọng sớm quay lại. Các bạn nghĩ sao về chủ đề này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này, hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thank you.